Kính thưa chư tôn đức, kính thưa quý học giả và cùng tất cả quý vị ở trong hội trường này. Là một người cũng có được cái may mắn là tham gia vào trong cái giáo dục Phật giáo, đặc biệt ở cấp đại học. Chúng tôi cũng cùng với Thượng tọa Nhật Từ ở đây, Thượng tọa Tống Đức, cùng tham gia trong là như là phó ban giáo dục tăng ni, giáo dục Phật giáo. Và cũng là người cũng may mắn được cùng tham gia và cùng tranh luận với Thượng tọa Nhật Từ rất nhiều vấn đề về trong vấn đề của cấu trúc các cái chương trình giáo dục Phật giáo Việt Nam hiện nay. Hôm nay thì chúng tôi trong một tư cách, trong một cái tâm tư của một người làm trong giáo dục, chúng tôi muốn chia sẻ với tất cả mọi người một cái đề tài. Thực chất cái đề tài này đầu tiên là tên là toán học và ngành khoa Phật học. Nhưng sau đây thì chúng tôi cảm thấy mình nên đổi cái đề gì đó mà tại ấn tượng hơn. Và với một tư cách là một người làm trong giáo dục, là chúng tôi và đây là bổ sung học phần toán học vào trong chương trình đào tạo ở các học viện Phật giáo Việt Nam. Trong đề tài này thì đầu tiên là chúng tôi muốn gửi đến quý vị hai cái nhận định, đó là của hai nhà triết gia lớn của thế giới. Thứ nhất là của Socrates, đó là hãy trắc lượng, dẫu không phải lúc nào cũng trắc lượng được. Trắc lượng có nghĩa là đo lường. Và một người khác, của một cha triết gia khác rất nổi tiếng và rất quen thuộc của chúng ta, đó là Cát Bát. Ông viết thế này: một ngành khoa học chỉ trở nên hoàn thiện khi đó sử dụng được ngành khoa học định lượng, đó là toán học. Thì trong kỳ chia sẻ này thì chúng tôi nội dung của nó chỉ có 3 phần ngắn mà thôi. Thứ nhất, đó là toán học và giáo dục đại học. Nội dung lực thứ hai là toán học và Phật học. Và nội dung thứ ba là loài toán học nào cho ngành khoa Phật học. Với nội dung thứ nhất thì trước hết chúng tôi muốn định nghĩa toán học là gì. Toán học theo từ nguyên nghĩa là điều cần được học và điều được học. Toán học trên hết như là Galileo, đây là một nhà vật lý học, khoa học nổi tiếng. Ông mà là một người mà tuyên bố trái đất hình tròn, mặt trời trái đất quay quanh mặt trời, vân vân. Thì do cái câu nói nổi tiếng này mà nhà này đã bị lúc đấy là giáo hội Thiên Chúa giáo bỏ lên giáo hội thiêu vì một lý do. Và họ cũng đề xuất trước khi lên giáo hội thiêu thì họ thế này: hãy bảo rằng mặt trời quay chung quanh trái đất thì bây giờ thì sẽ được miễn cái tội tử hình. Ông bảo thế này: dẫu tôi có tuyên bố rằng thì mặt trời chung quanh quay chung quanh trái đất thì trái đất vẫn quay chung quanh mặt trời. Cho nên đây là một nhà khoa học nổi tiếng. Và ông này, ông tuyên bố thế này: ngôn ngữ, toán học là gì? Toán học là ngôn ngữ mà thường để viết đến vũ trụ. Thật ra câu này thì chính là ông lặp lại một cái quan điểm của một nhà toán học và triết gia, đó là của Pythagore. Đối với mặt triết học thì chúng ta biết toán học là triết học. Bởi vì khi toán học trình hiện biểu đạt hiện thực tại ngang qua những con số, với những con số và bằng những con số, bản thân những con số là những thực tại, cho nên toán học chỉ là triết học. Thêm nữa, có một nhà toán học cũng đã xem còn phát biểu toán học chỉ là ngành khoa học cơ bản. Và chúng ta định như thế này: toán học là nữ hoàng của các ngành khoa học. Thứ hai là ý nghĩa toán học trong giáo dục.
Toán học không phải chỉ là những con số, những cách tính toán phục vụ cho việc cân đong đo đếm hàng ngày, hay là những cái định lý, những phương trình, những hàm số đầy những cái trừu tượng phục vụ cho cái niềm thỏa mãn của tư duy. Mà trong phương diện giáo dục thì toán học là một phương thức suy luận, luận lý logic, làm phương tiện, làm sắc bén cho và nhạy cảm cho tư duy. Toán học không chỉ là công cụ, mà ở dưới toán học là cả một nội hàm triết học về thực tại và mang trong nội những giá trị vô hình của tư duy và giáo dục. Giáo dục trong chương trình đại học, trước khi làm cái này thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu đọc lại tất cả các chương trình giáo dục của đại học trên thế giới, và chúng tôi cũng ra soát những chương trình giáo dục đại học của Việt Nam. Thì chúng tôi thấy thế này, và chúng tôi thấy rằng tất cả mọi cái chương trình của đại học đều có toán học. Tôi còn nhớ đâu đó là có một cái có việc nổi tiếng ở tại trường đại học Lomonosov, một trường đại học của Nga nổi tiếng. Thì nơi công trường có ghi một cái bảng thế này: nếu ai không biết toán thì đừng bước vào, đừng bước vào cấp đại học. Cho nên hầu hết mọi chương trình đại học ở nước ngoài và cả ở Việt Nam đều có học phần toán học. Ở các đại học Việt Nam, không kể các chuyên ngành toán, toán tin vân vân, thì các phân ngành thuộc ngành khoa học tự nhiên như vật lý, hóa học, sinh học, thậm chí y khoa đều có các học phần toán học cao cấp bắt buộc. Các ngành thuộc khối khoa học xã hội nhân văn đều có toán học cao cấp. Ngành triết học là có toán cao cấp. Các ngành và có xác suất thống kê, ngành sử học, ngành đông phương học và hóa học đều có học ngành này, có học môn xác suất thống kê. Như vậy thì chúng ta thấy toán học là bộ môn thiết yếu và bắt buộc trong giáo dục đại học. Và cái này thì chúng ta nhìn lại cái vấn đề giữa toán học và thuật học như thế nào. Thoạt nhìn thì dường như chẳng có một liên hệ nào giữa toán học, một ngành học thuật của những con số, và thuật học, một ngành học thuật tôn giáo. Tuy nhiên, nếu mà nhìn một cách rõ hơn, cần hơn, cận cảnh hơn, thì cả hai ngành học thuật này đều hàm vô điểm đồng nhất từ đó một, cho một, cho phép một, hay như phải bắt cầu giữa chúng. Như phải bắt cầu đây là một thuật ngữ của toán học, một cái phương pháp toán của toán học. Giữa chúng có thể được thực hiện chỉ ít ở trên hai bình diện. Thứ nhất là bình diện triết học, thứ hai là bình diện khoa học. Phật học trong tư thế, trong bình diện của triết học. Xuất phát điểm, Phật giáo có thể không được xem là một triết học, nhưng Phật học nhất định là một hệ thống triết học. Cái điều đấy ai phủ nhận? Bởi vì trong Phật học đó có đầy đủ tất cả các cái mạng cốt lõi nhất của triết học, như là có bản thể luận, có nhận thức luận, có giá trị luận, đầy đủ. Và cho nên đứng cái mặt tư tưởng thì Phật học quả thực là một triết học. Ở đây chúng ta dùng chữ Phật học, không phải Phật giáo nhé, mới Phật giáo. Phật giáo Phật học hai vấn đề khác nhau. Bởi đây những vấn đề căn đề của con người và thế giới thì đều có hàm trong Phật học. Phương cách trình bày các quan điểm về thế giới và con người của Phật giáo đầy biện chứng và luận lý. Đó chính là luận lý Phật giáo. Luận lý Phật giáo được ra đời chính thức và với nổi tiếng về hai nhà luận sư, đó là ngài Trần Đa và Pháp Sư. Thì khi nào chạm đến luận lý chính là chạm đến toán học. Cái này thì Thượng tọa Nhật Từ là một người từ ngành triết và thượng tọa biết rất rõ cái này. Luận lý toán học
thì áp dụng nghệ thuật hay kỹ thuật toán học để trình bày phân tích vấn đề một cách luân lý. Luân lý toán học hoàn toàn có thể làm việc với phương thức mô tả hình thức của ngôn ngữ tự nhiên, bởi ngôn ngữ tự nhiên và tư duy có mối quan hệ hữu cơ. Tuy nhiên vào thập niên 50-60 thì luân lý triết học và ngôn ngữ tự nhiên dần bị thay thế và luân lý được phô trình với những phương thức và kỹ thuật toán học dần được ưa chuộng, đặc biệt là trong giới trí thức. Dưới những phương thức và kỹ hiệu toán học, các luân lý triết học hiện ra vẻ đẹp dịu kỳ, nếu vẻ đẹp được hiểu như một sự đơn giản và tổng quát. Sự hữu hôm nay, triết học Phật giáo được trình bày ở tầm cao trí thức rất thường thể dễ dàng toán học và toán học luân lý. Chẳng hạn như là tứ đế bây giờ đã được lập phương trình, được hàm số, các kỳ vân vân. Nếu không có kiến thức toán học và toán luân lý sẽ rất gặp khó khăn để hiểu việc trình bày hiện đại và cao cấp về triết Phật giáo. Nếu chúng ta không có thì chúng ta đọc rất khó hiểu với những tác phẩm, chẳng hạn như triết học thể thân của thầy giáo sư Lê Bình Thác, thì chúng ta không biết toán học, chúng ta sẽ không hiểu nổi và cảm thấy rất khó hiểu. Cho nên không thể thưởng thức được vẻ đẹp triết học Phật giáo ngang qua những biểu thức toán học lung linh của sự tối giản và tổng quát. Thứ hai đó là Phật học và trong tư thế khoa học, Phật giáo nhất định không phải là một khoa học. Những tinh thần cũng như phương cách trình bày triết lý Phật giáo không nghi ngờ là hàm đầy chất liệu khoa học, hàm đầy chất liệu khoa học. Mối quan hệ giữa Phật giáo khoa học có thể đang vấn đề tranh luận. Thế nhưng Phật học dứt khoát là một ngành khoa học, một ngành học thuật nghiên cứu về Phật giáo và hiện tượng Phật giáo. Xu hướng chung ở các trường đại học trên thế giới, Phật giáo, Phật học đã đang được đối xử như một ngành, như một ngành phân ngành thuộc khoa xã hội nhân văn. Như vậy thì chạm đến khoa học lại một lần nữa chạm đến toán học. Các ngành khoa học đều sử dụng công cụ toán học để thực hiện việc thu thập dữ liệu, khảo sát, nghiên cứu, lý giải, phân tích và biểu đạt. Nhiều phát hiện khoa học không phát xuất từ thực nghiệm mà từ những suy nghĩ thuần túy. Các ngành khoa học xã hội nhân văn đa phần đều ứng dụng toán xác suất, thống kê cho những nghiên cứu định tính, định lượng và kể cả những nghiên cứu mô tả. Như vậy thì Phật học như một ngành khoa học xã hội nhân văn mà các sinh viên Phật học nếu không học toán học sẽ rất thiệt thòi và hạn chế nếu như không có nền tảng toán học vững chắc. Vậy thì vấn đề đặt ra là loại toán học nào cần cho khoa học và xã hội nhân văn? Chúng ta biết là có nhiều ngành và thể loại toán học, nhưng nói chung thì được phân thành hai loại, đó là toán học thuần túy và toán học ứng dụng. Toán thuần túy là nhằm phát triển cái tư duy và trí tuệ sáng tạo, còn ứng dụng là phục vụ cho công cụ khảo sát, hệ thống lý giải, phân tích những thực tiễn nghiên cứu. Như vậy thì toán học thuần túy là ứng dụng điều cần thiết cho mọi ngành khoa học. Nếu dừng lại vào toán học thống kê xã hội thì sẽ làm hạn chế nhiều khả năng tư duy và sáng tạo. Vậy thì ở Phật học thì chúng ta cần loại toán nào? Theo chúng tôi thì cần ít nhất 3 loại, đó là toán học cao cấp đề cương, toán học luân lý và toán học sáng tạo thống kê. Toán học cao cấp hướng tới làm nâng cao khả năng tư duy trừu tượng sáng tạo và làm nhạy bén thêm tư duy. Toán học luân lý cung cấp một khả năng hệ thống lập luận và đi xa hơn trong suy tầm triết học Phật giáo lưu đài. Toán học thống kê giúp thêm công cụ để nghiên cứu. Phật học có hàm lượng khoa học tốt hơn và thuyết phục hơn. Lời kể thì chúng tôi thấy rằng Phật học ngành khoa học thì chúng tôi mong mỏi rằng ở trong các học viện cần một nếu chứ xác định là Phật học viện là một đại học thì chúng ta không thể khác hơn cần phải bổ sung học phần này vào trong chương trình giáo dục. Và đi xa hơn là được tiếp cận triết học và giáo đương đại, thưởng thức được vẻ đẹp triết học Phật giáo những trình bày đương đại và sáng tạo đến những mô thức đẹp mới cũng như những công trình nghiên cứu mới Phật học có sức thuyết phục hơn. Xin cho một tí là chúng tôi một chia sẻ một tí. Sở dĩ chúng ta thấy hôm nay những cái vị đi trước của các vị, tất cả mọi người ở đây là như thượng tọa Nhật Từ hay là một số vị khác, sở dĩ có những cái tư duy nhạy bén và những biểu đạt
mà nó hợp lý logic chính là thường tòa là người học logic học rất là vững chắc ở tại khoa triết học. Khi đụng chạm đến cái ngành triết học khoa học thì thường tòa phải đụng đến toán học. Bản thân chúng tôi khi theo học ngành tâm lý cũng phải học khoa toán học, thì nhờ về chúng tôi cảm thấy rằng như cái này thì chúng tôi cảm thấy tương đối đi dễ dàng hơn trong những vấn đề suy luận, đặc biệt là vấn đề toán học, đặc biệt là đọc những cái công trình nghiên cứu khoa học hiện đại mang tính của các cái cao cấp của các nhà nghiên cứu trên thế giới. Xin trân trọng cảm ơn.